Phương Mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì ngay chỗ nhà của cô này á là có một cái đám mai con đang cần thanh lý cả nhà. Cả nhà nhìn đây ha. Thì người ta đang làm mà không có chỗ nè cả nhà. Nó còn nguyên một luống, chúng ta chưa có nhổ ra là không có chỗ cấy, thì bây giờ người ta cần thanh lý nguyên cái lớn này nè để người ta cấy cái mới cả nhà. Và đặc biệt lô này phải nói rễ rất là đẹp luôn cả nhà, rễ đẹp lắm và cây cũng rất là mập mạp luôn ha. Bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem rễ nha. Trời ơi, lâu lâu mới có lô đẹp quá trời đẹp cả nhà ơi. Đó, trời ơi coi nè, nó quấn sao mà còn do luôn á trời nè. Trời ơi, quá trời rễ, cái này lúc trước rễ dài dữ lắm người ta mới quấn được như vậy nè. Đó cả nhà nhìn thấy ghê không, thấy phê không, lò xo bí gì tùm lum hết, nói chung rễ rất là đẹp cả nhà ơi. Đây nè cả nhà nhìn thấy ha. Đó, chiều cao thì 45 đến 50. Lô này nó có hai loại, một loại nhỏ một loại lớn. Loại nhỏ là giá 6.000 nha, cái này em không có bao ship nha cả nhà, 6.000 ha. Lấy 50 cây thì chúng ta sẽ được tặng 3 cây. Đó cả nhà nhìn nè, lâu lâu mới có con lô rễ quá trời đẹp mà giá rẻ nữa ha, bởi vì người ta cần thanh lý á cả nhà. Đó, đây giá này là 6.000 nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng lớn hơn, ai thích hàng lớn thì có hàng lớn. Rồi đây rễ nha, trời ơi rễ nè cả nhà. Vậy nè, lò xo trái bí, bí 2, 4, 5, 6, 7, 8 múi luôn, lò xo cũng dài ha. Nói chung tùm lum kiểu hết nha cả nhà, có con thú nữa nè, nó có con thú nữa, rồi bí 3, 4 múi như thế này ha. Nói chung là nó đủ kiểu, nhưng mà đa số là rễ đẹp không, và đặc biệt cái lô này cây nó rất là mập cả nhà. Vậy nè, cả nhà này nhìn nè, cao tầm 70 luôn á, 70 đến 80 ha. Giờ em bao là 60 đến 80 là ok luôn á, rễ nè, đó, đây ha. Giá thì chỉ có 7.000 thôi nha, trời ơi số lượng có hạn nha cả nhà, lâu lâu nó mới có hàng như thế này nha. 7.000 một cây nha, em cũng ship từ 50 cây và không có bao phí vận chuyển. Rồi ai thích lô này quá tuyệt vời thì hãy alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Ở gốc nè, mập lắm cả nhà, mập ù luôn ha. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ha. Nếu thích lô này thì alo cho em nha cả nhà. Ai rễ quá tuyệt vời ông mặt trời, rễ to và đặc biệt quấn rất là đẹp luôn ha. Đây nó có cục chỉ sơ dừa chính giữa luôn nè, rễ vàng ôm luôn nè cả nhà, nhìn biết cái cây này nó già nó cứng như thế nào rồi ha. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.